Xin chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 2. Các con đã hoàn thành bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 rồi đúng không nào? Thì ngày hôm nay cô Bella sẽ hướng dẫn các con hai phần tiếp theo, đó là phần Story Time, là thời điểm cho những câu chuyện, và phần Review, có nghĩa là các con sẽ ôn lại tất cả những gì mà các con đã được học trong 4 bài vừa rồi nhé. Nên là để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay thì các con hãy lấy sách của mình ra và lật sang trang số 18 và trang số 19 để chúng ta có thể bắt đầu với phần story time, phần cho những câu chuyện các con nhé. Rồi, bây giờ chắc là các con đang ở trang số 18 rồi đúng không? Trong trang số 18 mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên họ bảo mình, đó là listen, read along, có nghĩa là chúng ta hãy lắng nghe và chúng ta đọc theo nha. Thì ở trong này thì các con thấy là nó có 4 bức hình đúng không nè, 1, 2, 3 và 4, và mỗi bức tranh nó sẽ ứng với một cái phần hội thoại ngắn. Bây giờ thì các con hãy đi vào từng cái bức tranh nhé, để cô Bella có thể giải thích rõ hơn nha. Hello Queen. Hello Octopus. Trong bức tranh này thì các con thấy có 3 nhân vật đúng không nè? Nhân vật đầu tiên màu đỏ, các con nhớ là khi cô Nga hỏi thì các con hãy trả lời bằng tiếng Anh nhé. Nhân vật đầu tiên màu đỏ mà cô Nga đang chỉ vào đây là gọi là gì ta? Đọc to lên nha. Gọi là parrot. Parrot, đúng không nè? Tiếp theo nhân vật này gọi là octopus. Octopus, đúng không nè? Và nhân vật thứ ba ở đây đó là một chú ong và đội vương miện, thì ở đây gọi là queen. Queen là nữ hoàng nha. Rồi, bây giờ cô Bella sẽ giải thích cuộc hội thoại giữa chú octopus và queen cho các con nhé. Đầu tiên, chú octopus khi nhìn thấy queen thì hello queen. Hello queen là xin chào nữ hoàng. Thì lúc đó nữ hoàng ong mới trả lời lại là hello octopus, là xin chào chú bạch tuộc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bức tranh thứ hai. A parrot for you. A parrot for me. Thank you. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến bức tranh thứ hai. Trong bức tranh thứ hai thì chú octopus sẽ nói là a parrot for you. A parrot for you có nghĩa là chú vẹt này dành cho nữ hoàng. Các con thấy có một cái từ mới ở đây là for you. Khi mà các con muốn gửi cho bạn mình một cái gì đó thì các con, ví dụ như bây giờ các con có một cái chú vẹt và các con muốn cho bạn của mình, thì các con sẽ đi tới chỗ trước mặt bạn mình và đưa chú vẹt và trước mặt bạn mình và kêu là a parrot for you, có nghĩa là mình cho bạn cái chú vẹt này. Thì giống y chang như trong trường hợp này thì chú octopus muốn cho chú vẹt này cho nữ hoàng, thì chú octopus sẽ kêu là a parrot for you. For you là cho bạn, cho nữ hoàng ha. Rồi tiếp theo thì là cô nữ hoàng mới kêu là a parrot for me. Thank you. Thì nữ hoàng a parrot for me là ô, chú vẹt này cho tôi hả? Là nữ hoàng rất là vui, vừa vui mà lại vừa ngạc nhiên, nên là chú, nữ hoàng sẽ hỏi là a parrot for me. Thank you. Là sau đó thì nữ hoàng kêu cảm ơn. Ha. Thì câu này có nghĩa là chú bạch tuộc nói là tôi có chú vẹt này cho nữ hoàng, thì nữ hoàng kêu ô, chú vẹt này dành cho tôi hả? Cảm ơn nha. Và tiếp theo, trong bức tranh thứ 3. Ask the queen a question. Can I have a nut, please? Trong bức tranh thứ 3 thì các con thấy là chú bạch tuộc đang nháy mắt đúng không? Có nghĩa là chú bạch tuộc đang nói nhỏ với lại chú vẹt á. Là chú bạch tuộc nói nhỏ với chú vẹt là ask the queen a question. Có nghĩa là hãy hỏi nữ hoàng một câu hỏi. Thì chú vẹt mới hỏi là can I have a nut, please? Can I have a nut, please? Có thể cho tôi một quả hạch không ạ? Rồi, sau khi các con đã trả lời xong rồi thì chúng ta sẽ xem thử là nữ hoàng sẽ trả lời như thế nào ở trong cái bức tranh thứ tư các con nhé. Oh look, there is a nut in the nest.
Ở trong bức tranh thứ tư này thì là nữ hoàng ong bay ở trên cao, nên nữ hoàng ong thấy là ở trên cây nó có một cái gì đó, thì nữ hoàng mới nói là "Oh look, there is a nut in the nest." Có nghĩa là "Oh look" là "Oh nhìn kìa, there is a nut in the nest." Có một quả hạch ở trong cái tổ chim. Thì lúc đó thì chú bạch tuộc mới lấy cái quả hạch ở trong cái tổ chim này cho chú parrot, là chú vẹt ha. Bây giờ các con hãy listen và read along các con nhé. Hello, Queen. Hello, octopus. A parrot for you. A parrot for me? Thank you. Ask the Queen a question. Can I have a nut, please? Oh, look! There is a nut in the nest. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái câu chuyện rồi đúng không nào? Và cô Bella tin chắc là các con đã hiểu cái câu chuyện này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai các con nhé. Trong phần thứ hai này thì họ bảo mình là choose and color. Choose là ở đây mình thấy có hai bức tranh nè. Thì nhiệm vụ của mình đó là mình chọn một bức tranh đúng, sau đó mình tô màu cho bức tranh đó. Thì để mình chọn được cái bức tranh đúng thì chúng ta hãy dựa vào hai cái câu mà họ đưa ra ở đây. Thì đầu tiên các con thấy là ở trên này có chữ octopus has a, và ở dưới này là for the queen. Thì ở trên này có nghĩa là chú bạch tuộc có một cái gì đó dành cho nữ hoàng. Thì hồi nãy mình đọc câu chuyện rồi đúng không nè, thì mình biết là chú bạch tuộc có cái gì dành cho nữ hoàng ta, có một chú vẹt đúng không. Thì chú vẹt trong tiếng Anh gọi là parrot, parrot. Nên chúng ta sẽ chọn ở bức tranh thứ hai, vì bức tranh đầu tiên đó là một chú mèo là cat, hoặc là chú một mèo con, hoặc là một chú mèo con thì gọi là kitten. Nên là chúng ta sẽ chọn bức tranh thứ hai đó là parrot. Ok, sau khi mà chúng ta đã chọn xong rồi thì nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là color, là mình tô màu. Thì các con có thể tự chọn cái màu mà mình các con yêu thích nhé. Vì thường thì chú vẹt sẽ có rất là nhiều màu, nhưng mà ở đây cô Bella không có nhiều sự lựa chọn, chỉ chọn được một màu thôi, nên là cô Bella sẽ chọn màu đỏ. Các con ở nhà có thể chọn nhiều màu mà các con thích các con nhé. Cô Bella chọn màu đỏ nha. Vậy là chúng ta đã xong phần story time rồi, và đây là lúc chúng ta sẽ đến phần review, là mình sẽ ôn lại các con nhé. Rồi, trong phần ôn luyện này thì nó sẽ nằm ở hai trang 20 và 21. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài học ở trang 20 nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên, đó là họ bảo mình look, listen and march. Có nghĩa là mình hãy nhìn vào những cái bức hình ở dưới đây, sau đó mình nghe âm thanh và mình sẽ chọn, các con thấy nè, mình sẽ chọn những cái chữ ở dưới này sao cho nó hợp nhất với chữ ở trên này nha. Thì ở đây mình thấy ở trên này là chữ in hoa đúng không? Chữ cái in hoa, bốn chữ mà chúng ta đã học được rồi. Và ở dưới này sẽ là bốn chữ thường nha. Nhiệm vụ của chúng ta đó là sau khi mình nghe chữ in hoa ở trên này thì chúng ta phải tìm một chữ ở dưới này sao cho nó giống như ở trên này nha. Nó phải match lại với nhau nha. Đầu tiên, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Đây là chữ in hoa qua. Thì chúng ta sẽ tìm chữ thường là đây, đúng không nè? Q qua P p O O O N N N Rất là dễ đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nha. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là now là bây giờ, color là mình sẽ tô màu. Sau khi mình tô màu xong họ bảo mình là say the letter and the sound. Thì sau đó chúng ta vừa nói được cái chữ cái trong tiếng Anh là gì và chữ cái đó phát âm như thế nào luôn nha. Nó có âm như thế nào luôn thì chúng ta nói. Cô Bella lấy ví dụ nhé. Đầu tiên là chữ cái, the letter
P, đúng không nè? Sau đó cái âm của nó sẽ là P, P, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói như vậy nha. Bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, ở đây là màu xanh lá cây. Cho chữ cute thì chúng ta sẽ chọn màu xanh để mình tô ở dưới này nhé các con nhé. Cute. Ở đây là màu hồng thì chúng ta sẽ chọn màu hồng ở đây. P, P. Màu xanh. O, O. O, cô Bella đã sai rồi. Cô Bella không nhìn. Ở đây là màu cam. N, N. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 1 trong review rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nha. Trong phần số 2 họ bảo mình là look and tick. Look là mình hãy nhìn. Tick là mình sẽ đánh dấu vào. Mình đánh dấu như thế này nha. Gạch xuống và gạch lên. Vào ô ở trên này. Sao cho nó đúng với cái chữ, với cái hình trên này nha. Ví dụ như cái hình đầu tiên là cái này các con còn nhớ không, là cái gì nè? Tổ chim trong tiếng Anh gọi là nest. Nest. Nest, đúng không? Thì nó sẽ bắt đầu bằng âm N và chữ cái sẽ là N ở đây. Do đó chúng ta sẽ tick vào đây nhé. N. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần số 2 nha. Octopus. Octopus. O. Panda. Panda. P. Quilt. Quilt. Qu. Khá là dễ đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 3. Trong phần 3 họ bảo mình là merge the letters and the pictures. Là mình hãy liên kết những cái từ và những cái hình ảnh sao cho nó đồng nhất với nhau. Thì ở đây các con thấy ở đây mình có 4 cái hình nè. Và bên này mình có 8 chữ cái đúng không? Bên này là chữ in hoa và bên này là chữ thường. Nhiệm vụ của chúng ta đó là mình dựa vào hình ảnh này và mình sẽ tìm cái chữ cái sao cho nó phù hợp với, sao cho nó hợp nhất với lại cái hình ở bên này. Bên này chúng ta sẽ chọn một chữ in hoa và bên này chúng ta sẽ chọn một chữ thường. Thì cô Bella sẽ giúp các con làm những cái phần đầu tiên để các con có thể biết làm những phần tiếp theo nha. Đầu tiên ở đây mình thấy là question thì sẽ bắt đầu bằng âm qu và chữ cái đó là cute. Thì chúng ta sẽ chọn đây nha. Qu. Question. Và tiếp theo là chúng ta phải chọn một chữ thường thì nó ở ngay đây. Qua. Qua. Question. Rồi bây giờ, rồi sau khi cô Bella đã giải thích rồi, bây giờ các con cùng làm với cô Bella nhé. Cái này là net thì mình sẽ chọn chữ cái nào ta? Bên chữ in hoa thì mình sẽ chọn N. N. Net. Bên chữ thường thì mình sẽ chọn ở đâu đây? Đây. N. N. Net. Tiếp theo là octopus. Octopus. Thì mình sẽ chọn chữ nào ta? Đây đúng không nào? O. O. Octopus. Bên này là O. O. Octopus. Và cuối cùng đó là pen. Thì chúng ta chỉ còn hai chữ cái thôi ha. P. P. Pen. P. P. Pen. Nếu như các con nào mà đã làm đúng hoàn toàn thì các con rất là giỏi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo họ bảo mình là listen and choose A or B. Là listen là mình hãy lắng nghe và mình sẽ chọn giữa A hoặc là B. Có nghĩa là
ở trong bài này. Ví dụ cô Bella ví dụ cho cái bài đầu tiên ha. Cái bài đầu tiên ở đây mình thấy có một nut và một parrot. Thì nhiệm vụ của chúng ta là lát nữa khi mình nghe âm thanh á, thì mình sẽ chọn cái hình nào sao cho nó tương xứng với lại cái âm đó. Ví dụ chúng ta nghe parrot thì chúng ta sẽ chọn ở đây B ha. Đây là A và đây là B. Thì mình sẽ chọn ở đây. Còn nếu như là mình nghe là nut thì mình sẽ chọn ở đây nha. Rồi bây giờ chúng ta nghe và làm theo các con nha. 1. Parrot. 2. Queen. 3. Olive. 4. Net. Các con có làm đúng hết không? Nếu như không đúng thì không sao ha, các con sẽ làm lại. Và cũng như đây là cái cách để các con có thể nhớ bài tốt hơn nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cho cái phần ôn tập cho 4 bài đầu tiên mà chúng ta đã học trong chương trình Mindfulness Grade 2 rồi. Và bây giờ là lúc chúng ta chơi một trò chơi nhỏ để chúng ta có thể nhớ hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã học trong 4 bài đầu tiên của chương trình Mindfulness Grade 2 các con nha. Nest. Question. Parrot. Parrot. Octopus. Octopus. Nest. Question. Nest. Nest. Question. Question. Quilt. Quiz. 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 Quilt. 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 Question. Parrot. Quiz. Octopus. Quiz. Question. Parrot. Quilt. Quiz. 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 Octopus. Nest. Parrot. Parrot. Octopus. Octopus. Question. Question. Nest. Nest. Quilt. Quilt. Nest. Quiz. Octopus. Parrot. Quilt. Quiz. Octopus. Parrot. Octopus. Octopus. Quilt. Quiz. Nest. Quilt. Parrot. Parrot. Nest. Quiz. Nest. Nest. Quiz.
question. Quilt. 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 Quiz. Quiz. Question. 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 Parrot. 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 Octopus. Question. 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 Quiz. Quilt. Quiz. Quiz. Nest. Quilt. 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 Nest. Octopus. Nest. Nest. Octopus. Octopus. Trong trò chơi này thì họ bảo mình là listen and tap once to look at the item better. Then tap twice to select it. Có nghĩa là nếu như mà các con có trình duyệt này thì nhiệm vụ của các con đó là đầu tiên mình sẽ lắng nghe và mình nghe họ kêu một âm thanh nào đó thì mình sẽ bấm vào xem thử nó có đúng, bấm vào cái hình đó xem thử nó có đúng hay không. Còn nếu như là nó đúng rồi thì mình sẽ bắt đầu nhấp vào hai cái để mình có thể chọn nó. Bây giờ cô Bella làm trước một cái để các con có thể hiểu hơn về cái trò chơi này nha. Find the animal which starts with the sound O. Có nghĩa là mình hãy tìm một con vật nào đó nó có bắt đầu bằng âm O. Thì ở đây chúng ta thấy có rất là dễ thương. Ở đây mình thấy có rồi đúng không nè? Có một chú bạch tuộc octopus. Thì nhiệm vụ của chúng ta lần đầu tiên là mình tap vào một cái để mình xem nha. À, đúng rồi, là chính xác là octopus rồi. Thì sau khi mình đã xem chính xác rồi thì chúng ta sẽ nhấp đôi nha, nhấp hai lần để chúng ta chọn nha. Octopus. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi các con nhé. Find the animal which starts with the sound O. Octopus. Find the animal which starts with the sound P. Panda. Find the item which starts with the sound P. Pen. Find the toy which starts with the sound K. Queen. Find the items which start with the sound O. Olive. Orange. Find the item which starts with the sound N. Thế
Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần review, phần ôn tập cho 4 bài học đầu tiên chúng ta đã học trong chương trình Mindfulness Grade 2. Và cô Bella hy vọng là các con đã nhớ bài thật là tốt rồi, và các con có thể hát những bài hát thật là dễ thương luôn rồi, và mình nhớ lời bài hát luôn rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong chương trình Mindfulness Grade 2. Và cô Bella chúc các con luôn khỏe, luôn ngoan, học thật là giỏi và nghe lời ba mẹ nha. Tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con vào bài học lần sau nhé. Bye bye!